Pháp Sư Định Hoàng khai thị về việc giảng sanh của mẫu thân Tình độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Yếu Kính thưa các vị Đại Đức tỳ Kheo Các vị Đi Sư Các vị Liên Hữu Cùng với các vị Thiền Tri Thức Đang nghe giảng trực tiếp Xin chào mọi người Xin mời bỏ tay xuống Hôm nay Là ngày đầu tiên Của kỳ Phật Thất lần thứ nhất Năm 2017 Của chúng ta Năm ngoái Chúng ta có diễn đàn giảng kinh vô lượng thọ báo ân đến kỳ thứ tư đã giảng tường tận qua một lần rồi sau đó đã đem những điểm cốt yếu trong kinh vô lượng thọ giảng qua một lượt cương yếu này là sử dụng Tịnh độ Đại kinh khoa chú do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ biên soạn. Có 10 chương mở đầu. Tám chương ở phần trước. Chương thứ 9 là phần định đề của tổng tựa giải thích Đề Kinh Chương thứ 10 Đi vào Phần Kinh Văn Chính Thức Chúng ta hãy dùng Hai chương phía sau Để làm Bài giảng Cho kỳ thứ năm này Giảng giải về nội dung của kinh vô lượng thọ nhân duyên của lần khai giảng kinh này đình hoàng cảm thấy bất khả tư nghị không chỉ là vì nó trùng hợp với thời điểm bắt đầu một năm mới mà quan trọng hơn Là vì buổi khởi giảng kinh Vô lượng thọ lần này Có Mẫu thân là Lão cư sĩ Triệu Lương Ngọc Giảng sanh tình độ Đến để chứng minh cho chúng ta Triệu lão cư sĩ Đã giảng sanh Vào ngày 2 tháng 12 âm lịch Tại Vân Nam Đại Lý Lúc bà giảng sanh thì Định Hoàng Chỉ gọi điện thoại Bằng màn hình video Để nói chuyện với bà Những người trẻ tuổi Ở bên cạnh hộ trì Cho bà Sau khi Giúp tôi kết nối điện thoại video với bà tôi nhìn thấy thân thể lão cư sĩ không được thoải mái nên đã khuyên bà buông bỏ vàng duyên nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ sau khi đã khuyên giải xong đại khái chưa đến nửa giờ đồng hồ bà đã nằm tướng kiết tường mà giảng xanh một cách tốt lành trong toàn bộ quá trình định hoàng đều quan sát đồng thời còn chỉ đạo những vị hộ pháp ở bên cạnh bà tiến hành trợ niệm lâm chung như Pháp Lần gọi điện thoại video Nói chuyện lần sau cùng với bà Chính là hai ngày trước Hôm bà giảng sinh Bởi vì Một ngày trước hôm bà giảng sinh Chính là ngày Sinh nhật Lần thứ 73 của bà cho nên tôi cũng theo thông lệ mà Chúc phúc cho mẹ Trong lúc Gọi điện thoại video Đương nhiên là Khuyên bà hãy gắn mà niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Tinh thần và thể lực Của bà lúc đó Vô cùng tốt Cuối đời được thập phần viên mãn. Một ngày trước hôm giảng sinh cũng là ngày sinh nhật của bà, nên bà tràn đầy phấn khởi, bởi vì ngày sinh nhật của bà cũng chính là ngày viên mãn sau ba năm bà đã đóng cửa tịnh tu. Cho nên hôm đó. đã tổ chức một bữa tiệc ăn uống ở một nhà hàng bên ngoài. Mọi người đều hết sức háo hức. Những người hàng xóm của bà đã hẹn với bà trước đó chuẩn bị để nghe những tâm đắc của bà sau 3 năm bà đóng cửa mà tình tu Đồng thời cũng đã đặt xong phòng ăn tiệc Để thịnh pháp với bà Bà cũng nói Với mọi người là Kỳ thực Cũng chẳng có điều gì đáng nói Mọi người cứ nhìn xem tôi Đã làm như thế nào là được rồi Thật không ngờ là Hóa ra là bà sắp giảng sanh rồi cũng là việc vượt ngoài sự dự liệu của chúng tôi bởi vì một người còn đang mạnh khỏe không bệnh không đau một chút dấu hiệu dự báo cũng không có vì sao phút chốc đã ra đi thật là có chút trở tay không kịp khi bà đi rồi thì chúng tôi Ngày đêm đều niệm Phật Cho bà Sau khi bà giảng sanh Thì tối hôm đó Định Hoàng nhanh chóng đến Đại Lý Để trợ niệm cho bà Đồng thời trong 7 ngày liên tục 24 giờ đều không gián đoạn Câu Phật hiệu trợ niệm Có rất nhiều liên hữu đã phát tâm Đến thay phiên niệm Phật sau khi trợ niệm một ngày một đêm suốt 24 giờ, Định Hoàng đã vì mẹ lau mình, thay y phục, cũng có các vị cư sĩ hộ pháp kế bên cùng làm. Phát hiện thấy toàn thân của bà đều rất mềm mại, đồng thời một chút mùi hôi cũng không có sau khi đã lau mình cho mẹ lại giúp mẹ thay quần áo sạch sẽ để có thể đỡ mẹ ngồi dậy đồng thời có thể xếp chân mẹ lại để mà mẹ ngồi sau đó đã niệm thêm một ngày danh hiệu phật để mẹ ngồi lên rồi mọi người ở kế bên niệm phật tang lễ diễn ra ở chùa Phật Tháp Tiếp tục làm Pháp hội niệm Phật Đình Hoàng cũng ở tại Pháp hội đó Một lòng vì lão cư sĩ Khởi giảng năm đại nguyện trọng yếu của A-di-đà Phật Để hồi hướng cho bà Niệm cho đến Ngày thứ bảy Cũng vừa đúng vào ngày Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo Cũng tại chùa Phật Tháp Họ có riêng một lò Hỏa thiêu Để hỏa táng nơi đó Ngày hỏa thiêu Trên trời Hiện một tướng lạ có ánh sáng từ trên chiếu xuống có người chụp được cho tôi xem lúc đó thì bản thân tôi không có cảm nhận lúc chụp hình xong thì mới nhìn thấy tất cả pháp sự của tang lễ đều hết sức viên mãn mấy trăm người đều cùng nhau vì lão cư sĩ niệm phật để đưa tiễn Mọi người đều sanh tâm Hoan hỷ Đều tán thán Sự thị hiện Của Lão Bồ Tát Lão Pháp Sư Cũng đặc biệt Gọi điện thoại đến thăm hỏi Đồng thời Cũng đưa dòng hoa đến giếng Trên dòng hoa có viết chữ biểu thị ấn chứng cô giáo triệu đã giảng sanh tình độ cô giáo lưu tố vân cũng có viết một bức thư bức thư của cô thay cho bài điếu danh nhưng nó giống như một bức thư chúc mừng vậy cô nói nghe nói từ mẫu của ngài giảng sanh trong tâm của tôi rất là vui mừng các điếu văn thông thường thì sẽ không nói việc này là việc đáng mừng thông thường thì họ sẽ gửi những lời chia buồn đến nhưng cô giáo thì lại không cảm thấy chút gì đau buồn mà ngược lại còn vui mừng tôi cũng cảm thấy vui theo cảm thấy là lão bồ tát quả thật đã đến được đài sen rồi mỉm cười nhìn chúng ta những chúng sanh vẫn còn đang sống ở thế giới ta bà sau bảy ngày bận rộn tôi cũng không dừng bước mà đã đến hồng kông bái kiến sư phụ thường nhân thay mặt cho cô giáo triệu cũng là mẹ của tôi đặc biệt cảm ơn những lời dạy dỗ trong nhiều năm qua của sư phụ thượng nhân đem khoản tiền còn lại của lão bồ tát mười ngàn nhân dân tệ cúng dường sư phụ thượng nhân đồng thời đem di chúc tám năm trước của triệu lão Bồ Tát Trình lên cho sư phụ thượng nhân xem Tờ di chúc này Tôi muốn tại nơi đây Đọc cho mọi người nghe Đây là tờ di chúc Mà triệu lão Bồ Tát Đã lập vào năm 2008 Chính là 8 năm trước đây Đã sắp đặt sẵn sàng một đầu tiên là cảm ơn Thứ nhất là hồi tưởng lại Một đời này cảm ơn cha mẹ Cảm ơn sư trưởng Cảm ơn tổ quốc nhân dân Cảm ơn quý đệ tỷ muội Và bạn bè đã giúp tôi Bình an Làm việc cho đến lúc về hưu Đồng thời có thể hưởng được cuộc sống Về già, tốt lành cảm ơn tất cả chúng sanh đặc biệt cảm ơn tình không là pháp sư đã dạy dỗ chúng ta học tập văn hóa truyền thống và nhận thức phật giáo nhận thức pháp môn tịnh độ nhân dịp này cho phép tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người thứ hai đều làm tôi cảm thấy hài lòng là trong 30 năm dạy con Tâm huyết của tôi Đã không uổng phí Đứa con trai duy nhất của tôi Con trai Trung Bao Sâm Đã có thể làm tôi trở thành mẹ của tiến sĩ Giáo sư Và việc khiến tôi hài lòng hơn Là việc con trai đi trên con đường Hoàng Dương giáo dục Của Thánh Hiền Hy vọng Mau Xâm Có thể nỗ lực học tập Và Hoàng Dương văn hóa truyền thống Của dân tộc nho thích đạo thâm nhập kinh tạng dạy học không ngừng làm theo lời dạy của thánh hiền để tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ lợi nước lợi dân cầu sanh tịnh độ thứ ba tôi vốn là về già mới học tập kinh điển tịnh độ của phật giáo lập chí niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc thế giới Tôi hy vọng con trai Chung Mao Sâm Chủ trì nghi lễ lâm chung của tôi Về những việc sau khi tôi qua đời Cũng hy vọng những người thân và đạo hữu Vào lúc tôi lâm chung Vì tôi niệm Phật 24 giờ Hộ tống tôi giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Sau khi đã niệm 24 giờ Mới động đến thân thể Có thể lúc tôi về già Đột nhiên sanh bệnh tật Bất luận xảy ra việc gì Xin đừng đưa tôi vào bệnh viện Cũng xin đừng cấp cứu Mà hãy vì tôi lập tức niệm A-di-đà Phật Nếu như thọ mạng vẫn chưa hết Thì có thể nương nhờ Phật lực gia trì mà khỏi bệnh Nếu như thọ mạng đã tận Thì sẽ trong tiếng niệm Phật mà giảng sanh Tuyệt đối xin đừng đưa vào bệnh viện Hãy ngay tại chỗ mà niệm Phật trên đường sanh tử Niệm Phật là đệ nhất Thứ tư Tài sản trong nhà Bao gồm những tài khoản do tôi đứng tên Tiền bạc và những đồ đạc trong nhà nhân dân Đều do con trai chung bao xâm Kế thừa và sắp xếp Nếu như tiền tiết kiệm còn nhiều Xin được chia ra cúng dường Tam bảo In ấn sách thiện Và làm những công việc từ thiện công ích Thứ năm Hy vọng những người thân và bạn đạo Sau khi biết được việc qua đời của tôi Có thể trong 49 ngày Vì tôi đọc tụng kinh địa tạng Kinh vô lượng thọ Kinh A-di-đà Và niệm Phật Việc làm này là sự giúp đỡ Và đối đại tốt nhất đối với tôi Xin cảm ơn Nguyện tương kiến tại thế giới cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tịnh nghiệp học nhân Triệu Lương Ngọc viết. Công nguyên 2008, ngày 29 tháng 2, tại Quảng Châu, năm 64 tuổi. Hôm nay quay lại nhìn thấy tờ di chúc này, tôi cảm thấy lão cư sĩ quả thật đã vì chúng ta là một việc thì hiệt tốt nhất muốn niệm phật giảng sanh tây phương thì phải cần buông xuống tất cả vì thế giới ta bà này đến thế gian này vì thế gian này mà làm cho dù chỉ là một việc có ý nghĩa thôi thì có thể nói là Đã không uổng công đến đây rồi Nên ở thế gian này Tận hết bổn phận Cô giáo triệu Nhìn thấy chúng ta Ở nơi này Sống vào thời mạt Pháp Nên đã làm ra cho chúng ta Một thì hiện tốt nhất Đó chính là đôn luôn tận phận Khi Bà làm mẹ thì đã tận hết trách nhiệm Của người làm mẹ Đã dạy con thật tốt Đây là một công đức lớn Đối với xã hội Ấn Quang Đại Sư đã nói Giáo huấn của mẹ hiền Là căn bản của sự thái bình trong thiên hạ Có mẹ hiền Thì sẽ có con hiền Trong xã hội mà có nhiều người con hiền Thì sẽ có hiền tài Xã hội mới có thể phồn vinh Hưng thịnh Đến những năm cuối đời Nhiệm vụ của đời này Đã được hoàn thành Thì hãy nhanh nhanh mà buông xuống Nhất tâm cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Cô giáo triệu Lợi ích lớn nhất trong đời Là đã đi theo một dị lão sư Hơn hai mươi năm Đều y theo Lời dạy của lão Pháp sư Chuyên tu vô lượng thọ kinh Chuyên niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Hết sức là chuyên nhất Không hề có một chút sen tạp nào Đồng thời cũng hết sức dụng công Đặc biệt là trong việc học kinh giáo Vì vậy Cô hiểu rất rõ Nghĩa lý trong kinh Cho nên tín nguyện hết sức là kiên cố Mà trong pháp môn tịnh độ Chỗ vi diệu nhất Chỗ thù thắng nhất Chính là Được sanh hay không Là do có tính và nguyện hay không Chỉ cần bạn tính nguyện kiên cố Cho dù bạn chưa đoạn được phiền não của chính mình Công phu vẫn chưa thành phiến Cũng nhất định có thể được Phật lực Tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh Vì vậy Sự thể hiện của cô giáo triệu cho chúng ta Là một phàm phu hết sức bình thường có cá tính, có cảm tình Cũng có cả phiền não Nhưng Những điều này không chướng ngại sự giảng sanh của bà Chỉ cần các vị tin tưởng kiên cố a di đà Phật Chân thật phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Ở thế gian này cái gì cũng có thể buông xả Vậy thì bạn nhất định có thể giảng sanh tôi vào 20 năm trước đây đã từng phát ra chính lời hiếu nguyện hậu trì cha mẹ giảng sanh cực lạc thế giới liên trì đại sư có giảng cha mẹ ly trần cấu đạo làm con mới xem là thành tựu cho dù chúng ta Rất có tâm hiếu thuận Có thể cúng dường Cho cha mẹ điều kiện sống rất tốt Nhưng mà nếu như cha mẹ không thể giảng sanh Thì đạo hiếu này vẫn chưa viên mãn chỉ khi cha mẹ giảng sanh Tây Phương Hoàn toàn ly khổ đắc lạc Thì đạo làm con của chúng ta mới là viên mãn vào bốn năm trước sư phụ thường nhân từ bi tiễn tôi đi đài loan đến tỉnh xá chánh giác theo thanh công luật sư học giới trong lúc tôi học giới tôi cũng không rời niệm phật vào cuối năm 2013 Là cuối năm Của năm đầu tiên tôi đi học giới Vừa mới được một năm Có một lần tham gia Kỳ Phật Thất Tại tịnh xá chánh giác Bởi vì bản thân Thông thường niệm Phật Theo cây hương Trong các kỳ Phật Thất thông thường Ở tại tịnh xá Cũng đốt sáu cây hương Bản thân tôi cũng niệm Phật Không gián đoạn trong 24 giờ Trong kỳ Phật thất đó Tôi đột nhiên có cảm ngộ Nên đã viết một bức thư dài Gửi cho mẹ tôi Khuyên mẹ hãy bế quan Niệm Phật Bởi vì Mẹ tôi lúc còn trẻ Đã nhờ người đoán qua số mạng. Bản thân bà cũng biết đoán mạng, cũng theo học với một vị giáo sư đoán mạng tại Thượng Hải. Học theo phương pháp đoán mệnh lối bát tự. Cho nên bản thân mẹ cũng biết số mạng của bà thọ nhất là được 70 tuổi. Cho nên vào thời gian đó Bà cũng đã gần bước qua Lần sinh nhật thứ 70 rồi Vì sinh nhật của bà là Vào ngày 2 tháng 12 âm lịch Nhằm ngày 1 tháng 1 2014 Vừa đúng là ngày sinh nhật của bà Lúc đó tôi thì đang tham gia Phật thất A-di-đà tại tỉnh Xá Đang là giữa tháng 12 rồi Cho nên khi nghĩ đến việc sanh tử Đại sự của mẹ tôi đã viết một bức thư xin nhật chúc khuyến văn gửi mẹ bức thư đó tôi nói với mẹ đừng nên công khai cho những người ở bên cạnh biết chỉ có một mình mẹ xem thôi bây giờ mẹ đã giáng sanh rồi nên tôi cũng đã đem lá thư này công khai với mọi người hy vọng lá thư này có thể để cho mọi người cùng tham khảo Bởi vì Cô giáo triệu Nhờ những năm cuối đời Có thể nói là Vô cùng hạnh phúc Lúc về già Sống một cách không lo không buồn Thân thể vẫn còn khỏe mạnh Không đau không bệnh Bà thường đi bộ Ở trên núi Đại Lý Một lần đi đến 2 giờ đồng hồ Đồng thời còn thích vận động chăm chút Cách dưỡng sinh Rất biết cách sắp xếp cuộc sống Phạm những người tiếp xúc với bà Đều cảm thấy bà rất có thần thái Tràn đầy năng lượng Nhưng mà trong cuộc sống cuối đời hạnh phúc Và an vui như vậy Cũng có lúc Có thể bị mê mất Nên trong tình cảnh đó Định Hoàng đã viết một bức thư Sinh nhật chúc khuyến văn Khuyên mẹ hãy bế quan tu hành Mẹ cũng đón nhận ý kiến của tôi Nên đã bắt đầu ba năm bế quan Không ngờ là ba năm vừa viên mãn Một ngày cũng không sai Sáng sớm Ngày thứ hai vừa mở cửa Lúc 9 ba 30 Thì A-di-đà Phật đã đến đón bà đi rồi Bây giờ hồi tưởng lại Thì thực tế là Bà vừa mới bước qua lần sinh nhật thứ 73 Trên thực tế là kéo dài tuổi thọ thêm được 3 năm Trong 3 năm này Quả thật a di đà Phật Đã gia trì cho bà Để cho bà dụng công 3 năm thật tốt Để cho tình nghiệp của bà được thành tựu Bước thứ đó đã viết thế này Là định hoàng viết cho cô giáo triệu Kính thưa là Bồ Tát Mẹ Hiền đã sắp sang Tuổi 69 rồi Cái này là tuổi Tây Con chúc mẹ sinh nhật các tường vui vẻ Đình Hoàng Con Đang tham dự Phật Thất a di đà Tại tỉnh Xá Chánh Giác Ban ngày cùng mọi người niệm Phật lạy Phật Ban đêm thì tự mình đi nhiễu Phật ở bên ngoài Mấy ngày đầu con cũng bị một chút hôn trầm Nhưng đến những ngày sau Thì càng niệm càng cảm thấy khinh an Hiện tại không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào Vào ngày cuối cùng tu niệm Phật ta muội Con đã đạt được tính tâm Hy vọng trong tương lai Có nhân duyên sẽ bế quan niệm Phật Nếu như mỗi ngày có thể tu hành như vậy Tin là không bao lâu nhất định sẽ đắt được ta muội Tối nay Phật thất viên mãn Con nghĩ đến việc mẹ hiện nay phước huệ tròn đầy Lâm chung tự tại giảng sanh Mẹ của tôi đã đọc lá thư này cũng rất là kỹ Ở cái bên mẹ còn viết ghi chú rằng Đây là mục đích của đời người Chính là phúc huệ tròn đầy Lâm chung tự tại giảng sanh Hôm nay lúc niệm Phật ở cây nhang cuối cùng Đột nhiên trong lòng con xuất ra một câu Nhất định phải nói với mẹ Nên con đã ngay trong đêm viết một bức thư cho mẹ Gọi là sinh nhật chúc khuyến văn Sinh nhật năm nay của mẹ Vừa đúng ngày 1 tháng 1 Năm 2014 Biểu thị rằng mẹ đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy của đời người rồi Viết đến đây Con cũng vừa mừng Vừa lo Lo rất nhiều Nếu có thể sống đến tuổi này Đồng thời được khỏe mạnh vui vẻ Sanh hoạt không lo buồn Không có việc gì phiền não Thì có thể xem là đại phước trong thế gian Nhưng mà Thời gian qua đi rồi không quay trở lại Từ lúc mẹ 50 tuổi Ngọc được pháp môn tịnh độ Đến hôm nay đã được 20 năm Việc liễu sanh tử thoát luân hồi Đã nắm chắc được mấy phần rồi Đồng thời đã tích lũy được Bao nhiêu năm tư lương giảng sanh rồi Như mệnh tử nói Sống trong hoạn nạn Chết trong an lạc Ở chỗ này mẹ tôi kế bên Có ghi chú là hỏi hay lắm Như mạnh tử nói Sống trong hoạn nạn chết trong an lạc Có người trong lúc an vui hưởng phước Thường sanh giải đãi Thối tâm hướng thượng Thậm chí còn sợ hãi Định Hoàng vào một ngày trước kỳ Phật thất Đã chiêm sát luân tướng Thỉnh vấn địa tạng Bồ Tát Mẹ con có thể giảng sanh tịnh độ được không? Được luân tướng là quan sở hoạn nan liễu tri những người gặp hoạn nạn bởi vì sự hưởng thụ mà sanh tâm giải đãi tâm cầu xuất ly bị thoái chuyển câu này đã được mẹ tôi dùng viết lông tô vàng bên dưới còn gạch đỏ để nhắc nhở chính mình điều này thật khiến cho con lo lắng với câu này lại được gạch đỏ phải mau hồi đầu mới chuyển được vận mệnh trong kỳ phật thất con đã đọc lại một lần Những câu tình ngữ của Ngài Hạ Liên Cư Con xin trích ra mấy dòng để cúng dường mẹ Tấm thân toàn tà già nua Xem ra đến lượt tôi rồi soi gương mà tự thở dài Không còn thấy dung nhan thổ trước Bên dưới có lời ghi chú của Đình Hoàng Ông bà ngoại chính là cha mẹ của mẹ tôi còn có gì lớn là chị lớn của mẹ tôi Đều đã qua đời rồi Xin hạ ra ba người con Mẹ tôi còn có một người anh Và người chị đều sống tại Quảng Châu Đều đã là người cổ lai hy cả rồi Xin mẹ hãy đối chiếu với những tấm hình trên Mà nhìn kỹ Tôi đã đem những bức hình hồi xưa mẹ chụp lúc còn trẻ Là tôi chụp cho mẹ Làm cách nào để chụp đối trước một tấm gương hình tròn rất đẹp Tôi đứng bên này của gương chụp hình mẹ đang đứng trong gương Gọi là người đẹp ở trong gương Rồi gửi cho mẹ xem Điều này biểu thị rằng Tất cả chỉ là cái bóng trong gương Ánh trăng dưới nước Đều là những thứ huyễn mộng không thật Đồng thời đem những tấm hình mẹ chụp chung với ông bà Và các dì cậu Đều để vào lá thư này Gửi cho mẹ xem Tiếp theo lại nói Chỉ còn túi da xương Không còn sức gánh giá chuyện thế gian Đây là những câu của Ngài Hạ Liên Cư Chỉ có vậy mà thôi Cũng không ngăn được Cái rét tận trong xương Ân Phật, ân Thầy, ân cha mẹ Chưa báo làm sao an Biển nghiệp mau hồi đầu Kéo không còn kịp nữa Nếu vẫn còn lười nhát Sao chống chọi với việc sanh tử đây Nhìn sao sáng trời đêm Nam mô vô lượng thọ Bên dưới định hoàng cũng có ghi chú Mẹ ở dưới câu Biển nghiệp mau hồi đầu Kéo không còn kịp nữa Có gạch một đường để cảnh tỉnh bản thân Còn câu nếu vẫn còn lười nhát Sao chống chọi với việc sanh tử đây Thì mẹ lấy bút lông tô lên Ở bên dưới còn có gạch đỏ Vẫn là để cảnh tỉnh chính mình Định hoàng ghi chú Việc diễn giảng Nghị luận Làm việc Viết lách Dạy con Mua sắm Chăm sóc sức khỏe Văn hóa ẩm thực Cho đến Việc Hoằng pháp hộ pháp Thấy đều là những việc Được xem là lời nhát Mấy điều này để nhắc nhở lão nhân gia Bởi vì trước đây mẹ gia đình Hoàng trong việc hoàn dương văn hóa truyền thống quả thật đều đã làm hết sức lực rồi đồng thời công việc giảng dạy và thảo luận vì mẹ thông đạt giáo lý nên đã giảng giải rất là xuất sắc và có phương pháp tính thuyết phục rất cao trước đây mẹ còn làm ký giả làm quản lý các công việc nhà nước cho nên những việc giao tế đối đãi và viết lách khá là giỏi giang Việc dạy con Dạy học Mua sắm Chăm sóc sức khỏe Đều là thế mạnh của mẹ Mẹ còn biết về y học Bảo vệ sức khỏe Trung y Hoàng đế nội kinh Mẹ đều xem qua mấy lần rồi Đối với văn hóa ẩm thực Mẹ đã từng làm ký giả Cho tờ báo thực phẩm Ở Trung Quốc nên rất am tường văn hóa ẩm thực Thậm chí cho đến việc hoàng pháp hộ pháp dân dân Tôi nói với mẹ đều là những việc không cứu cánh Cũng có thể nói là không thể thoát ly sanh tử Câu tiếp theo là Mối họa này không ngăn Thì Phật cũng không thể cứu Phải ngay đây sanh tâm hổ thẹn Mau hạ độn công phu Bên dưới câu này Cũng được mẹ gạch đỏ Cái mối nguy hại này Một khi có thể chuyển Thì May có thể vượt qua Nếu như cứ tiếp tục lười nhát thì Phật cũng khó mà cứu nổi Phải ngay đây mà sám hối Mau hạ độn công phu Cái gì gọi là độn công phu Đó chính là Ở nhà lão thật niệm Phật mới là độn công phu Đi ra bên ngoài diễn thuyết Giảng rất rõ ràng thấu đáo Nhưng việc chính thì lại xem nhẹ Thì đây vẫn là việc làm Không cứu cánh Trên đường sanh tử Cũng không có biện pháp Chống chọi với nghiệp lực Mặt trời đã xế bóng Mà đường về còn xa Sao vẫn còn chần chừ Một môn xin thâm nhập Thề nguyện thoát ta bà Bên dưới câu này đã được mẹ gạch đỏ Môn bỏ đời sống cũ Đóng cửa học làm tăng Không biết rằng có Phật Xin thứ tội si ngơ Ở dưới có dòng gạch đỏ của mẹ Và tôi đã ghi chú là cứu lửa cháy đầu là đem những việc Giết lách giao tiếp thù tạc đối đãi trong thế gian tất cả hiện giờ phải buông xuống chân tín thiết nguyện ngay lập tức hạ công phu đóng cửa tịnh khẩu tận hết lòng này lấy niệm phật làm chính mẹ cũng gạch đỏ cái câu ghi chú này của tôi còn tô thêm một đường màu vàng Phía sau là dòng thơ của cư sĩ Hạ Liên Cư Dưới chân có sợi dây vô hình trói Nên mới lạc lối Chẳng biết đường Nếu muốn tám gió Thổi không động Hãy lấy một câu mà định công Một câu này chính là một câu a di đà Phật Từ đây mà định công Ở dưới là đường gạch đỏ của mẹ Định Hoàng ghi chú phàm phu chúng ta khi đối trước cảnh giới nhân sự vật nhất định sẽ bị lai chuyển chí ít tâm cũng dao động duy chỉ có một câu di đà lão thật mà niệm tuân theo định khóa của đại sư ngẫu ích ít nhất mỗi một ngày niệm 30.000 câu mỗi một câu đều phải phân minh hễ 10 câu thì ghi nhớ con số không được tùy miệng niệm qua mơ hồ con số cứ thế mà niệm cho chân thật Nhất định thoát ta bà Mẹ ở dưới câu này cũng gạch đỏ Kế bên ghi chú định khóa Chuẩn bị quy định mỗi ngày niệm ba dạng câu Phía bên dưới xin đọc tiếp thơ của Ngài Hạ Lão Khuyên người học Phật là việc dễ Tự chứng bồ đề là việc khó Nếu chẳng một phen xương buốt lạnh Hoa mai đâu dễ ngát hương thơm Đây là lý do vì sao mùi hương của hoa mai Không thể tỏa đi được Bởi vì nó chưa trải qua Cái giá rét thấu xương của mùa đông Cho nên Đền Hoàng bên dưới Có ghi chú là Phía trên đã có hai câu là Khuyên người học Phật là diệt dễ khuyên có Tây Phương là việc cực khó Đây là hai câu nguyên văn của Hạ Lão Liên Cư Hôm nay sửa thành Định Hoàng đã mạo bụi xin sửa lại một chút Viết cho mẹ là Khuyên người học Phật là việc dễ Tự chứng Bồ Đề là việc khó Bởi vì mẹ của tôi rất thích khuyên người niệm Phật Khuyên người niệm Phật vẫn còn dễ Tự mình chứng quả Bồ Đề quả thật là rất khó cho nên tôi đã sửa lại Hôm nay sửa câu này Là sự cảnh sách nhắm thẳng vào trong tâm Ngẫu ích đại sư nói Quý ở cái tâm niệm khích khao Nhớ số chắc thật Theo đó bà niệm tới Hoặc là ngày đêm 10 dạng Hoặc 5 dạng Hoặc 3 dạng Cũng quyết định không để thiếu số Phải một đời này giữ không được thay đổi Nếu không được giảng sanh thì chư Phật ba đời đã nói lời vọng ngữ Mẹ đã gạch đỏ phần tôi nhắc đến lời của Ngậu Ích Đại Sư Phía sau tôi viết tiếp là Trong Kinh Chim Sát Ngài Địa Tạng Bồ Tát Đã nói là Nếu như hết thảy các chúng sanh đời dị lai Khi chim sát mà không được kết quả tốt lành Sở cầu bất đắc Nhiều sự lo âu Bi não sợ hãi thì hãy ngày đêm niệm danh hiệu của ta Nếu có thể chí tâm Thì khi chim sát sẽ được kết quả tốt Cầu gì được nấy Hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn Trong đoạn kinh văn này phần câu cuối cùng Đã được mẹ gạch đỏ Phía dưới là thư của tôi Hành giả tịnh độ Có thể mỗi ngày xưng niệm Ngàn tiếng danh hiệu địa tạng Bồ Tát Maha Tát Thời gian còn lại Phải ngày đêm niệm danh hiệu A-di-đà Phật Thay cho thánh hiệu địa tạng Theo trong Kinh Chim Sát Khi nghe hồng danh Bồ Tát địa tạng Tức là nghe hồng danh của mười phương Danh hiệu của mười phương chư Phật Theo nghĩa Kinh Di-đà Nghe hồng danh của A-di-đà Phật Chính là nghe hồng danh của mười phương chư Phật Vì vậy chỉ trì hồng danh Di-đà cũng không khác Giới trì hồng danh địa tạng Chính là không bất đồng Giới trì danh hiệu địa tạng Cũng không khác Giới trì tất cả Các danh hiệu Phật Nếu như người đó có thể trì đến trí tâm Thì hãy chiêm sát lần nữa Xem được tốt lành hay chưa Bởi vì trước đó tôi đã chiêm sát cho mẹ Phía trước đã nói là Có thể giảng sanh được hay không Là việc khó Khó có thể mà dự đoán được Những sự rủi ro Khó dự đoán được Tôi đã khuyên mẹ nên phải từ trong tâm Mà dụng câu niệm Nếu như đạt được trí tâm Thì chiêm sát thêm lần nữa Xem đã đạt được hay chưa Tiêu chuẩn của trí tâm Trên kinh chiêm sát có 3 cấp Thượng Trung Hà khác nhau Cách thấp nhất là nhất tâm Chính là nói tâm tưởng bất loạn Tâm ghi nhớ được rõ ràng Cho đến đạt được niệm Phật công phu thành phiến Nhân duyên của sự giảng sanh Giảng kiếp khó gặp Ngày nay mắc sai lầm Tương lai không thể thành tựu Con xin khuyên mẹ Ngày sinh nhật đã đến gần Hãy từ đây mà hạ quyết tâm Từ đây học theo những vị tu hành Mọi thứ đều không quản đến Không hỏi hang Lão thật niệm Phật Đừng để lỡ thời gian Thời gian không đợi chúng ta Nên đừng chần chờ nữa Câu nói vừa rồi Cô giáo triệu đã kể đến hai lần đường màu đỏ Ở kế bên còn ghi chữ tốt Cảm thán khen hay Hãy tự hỏi lòng của chính mình Nếu như ngày mai thọ mạng chấm dứt Thì lúc lâm chung Có chắc chắn sẽ niệm niệm tiếp nối được hay không Mẹ vốn trước giờ làm việc đều chu toàn nghiêm chỉnh làm gì cũng chuẩn bị từ trước mà việc giảng sanh tịnh độ là việc quan trọng nhất của đời người cần phải nên làm cho tốt sự chuẩn bị vẹn toàn dạng duyên đều buông xuống để bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng của việc giảng sanh mở ngoặt như cư sĩ quan niệm tổ trước lúc giảng sanh mỗi ngày đều trì 40 mươi dạng câu phật hiệu nửa năm là có thể giảng sanh định hoàng con nguyện xin được sắp xếp để thế quân khắc lượng và mọi người làm hộ pháp cho mẹ. Con xin đề nghị cụ thể sẽ sắp xếp như sau, xin mẹ tham khảo. Thứ nhất mẹ hãy tự mình ở khu nhà thanh tịnh mà cấm khẩu tịnh tu, quyết từ bỏ hết mọi sự giao tế thù tiếp với bên ngoài chỗ này mẹ viết ở bên cạnh là đúng vậy mỗi ngày nhờ một vị đồng tu tại khu hòa chánh hoặc tiểu đồng thay phiên làm cơm và dân bữa trưa hoặc các ngày lễ tết thì đặt mua cơm nước mẹ đừng đi chợ mua đồ để tránh bị phân tâm mẹ viết kế bên là chính xác thứ hai nếu như mẹ muốn đến khu hòa chánh để niệm phật ở lầu ba tốt nhất là phải đeo tấm thẻ tịnh khẩu không được sang tạp cùng người khác Nói chuyện phím Ảnh hưởng đến chánh niệm Mẹ lại viết chữ đúng nữa Khi cùng các bạn đồng tu Ở khu hòa chánh phối hợp cộng tu Không cần nhau chào hỏi Khi muốn chuyển lời đến người hậu trì Thì có thể dùng ghi chú Ngắn gọn hoặc tin nhắn điện thoại Nhờ Thế Quân mua cho mẹ một chiếc điện thoại Có thể viết bằng tay đơn giản Thứ ba, những công việc vệ sinh thông thường ở khu nhà thanh tịnh đã có đồng tu ở khu hòa chánh mỗi tuần đến là một lần bởi vì mẹ của tôi có đến hai căn nhà tôi bảo mẹ hãy ăn trú ở một nơi căn còn lại sẽ là người hậu trì đến ở để hậu trì cho mẹ lúc đó có bốn vị đồng tu trẻ tuổi hậu trì cho mẹ tôi thứ tư những đồ dùng cần thiết mỗi ngày và phí quản lý ga điện nước vân dân có thể nhờ thế quân sắp xếp mua sắm tính toán giùm Mẹ ở cái bên giết được Thứ năm Công khóa của mỗi ngày Phải dựa vào việc đề xướng Của ngẫu ích đại sư 6 giờ đồng hồ đều xưng danh hiệu Phật Ngoài ba dạng câu Phật hiệu ra Tốt nhất phải có thể lại Phật Đoạn sau cùng Nguyện mẫu thân Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề Dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật Trước tiên cần phát nguyện học theo đại sư Hạ Liên Cư Bế môn ba năm Tịnh khẩu tịnh tu Định hoàng con chính mình Cảm nhận được lợi ích của việc tịnh khẩu là rất lớn Nếu quả như có thể theo trên mà tu hành Lão thật làm chân thật Nhanh thì nửa năm Chậm thì ba năm Mẹ nhất định đạt được công phu thành phiến Có thể nắm chắc việc giảng sanh Mẹ ở chỗ này đã gạch hai lần dạch đỏ Kế bên còn có ghi là thật làm Chấm thang Bên dưới ký tên Con trai ở nơi xa Định Hoàng Kính Thư Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 Mẹ đã vào ngày 1 tháng 1 2014 Nhưng ngày sinh nhật Cũng là ngày mẹ bế quan Sau khi bế quan Thì mẹ từng bước Thâm nhập vào Quỹ đạo Của việc tu hành Tôi khuyên mẹ Lúc mới bắt đầu hãy nên bái chim sát xám Để xem cho rõ nghiệp tội Mẹ đã dùng thời gian nửa năm Mỗi ngày Đều tụng ít nhất là ba bộ sám văn Việc nghe kinh niệm Phật Thì mỗi ngày hãy bắt đầu từ một dạng câu Phật hiệu Bởi vì Mẹ đã lớn tuổi Mà trong chốc lát dùng lực mạnh quá cũng không được Nên phải có quá trình từ từ từng bước sau khi bái chim sát được nửa năm Tôi đã khuyên mẹ không cần bái nữa Mà hãy nhất tâm tụng kinh Lại Phật Chân lại A-di-đà Phật Lại 48 nguyện của A-di-đà Phật Và tình tu dạy yếu Hoặc giả cứ lại Phật như vậy Sau đó tụng kinh vô lượng thọ Đọc Đại kinh giải của Hoàng Niệm Lão Nghe giảng tịnh độ Đại kinh Khoa Chú của Hòa Thượng Bản thân mẹ vào năm cuối cùng của bà chính là năm ngoái, sau khi tôi học giới viên mãn đã ra giảng tại diễn đàn vô lượng thọ kinh báo ân. Mẹ tôi cũng đã nghe từ đầu đến cuối được một lần. Năm cuối cùng, mẹ đã đạt được mỗi ngày niệm ba dạng câu Phật hiệu. Lúc mới bắt đầu mẹ cảm thấy niệm ba dạng câu rất là nhức giả. Bởi vì phải niệm 6 giờ đồng hồ Mẹ thì lại niệm hơi chậm một chút Nhưng đến sau cùng Mẹ cảm thấy niệm ba dạng câu Phật hiệu Rất là nhẹ nhàng Trong thời gian ngắn Là có thể đạt được Cho nên xác thực là phải có một quá trình rèn luyện Đến sau cùng Mẹ mỗi ngày niệm năm dạng tám dạng câu Cũng có thể niệm được Khi mẹ tiếp thu Lời đề nghị của tôi Thì mẹ đã làm thật sự Phát tâm bắt đầu đóng cửa tịnh tu ba năm ngày mà mẹ bế quan mẹ có viết một lá thư gửi cho sư phụ thượng nhân đây cũng là lá thư cuối cùng mẹ viết cho ngài sau đó mẹ đều buông xuống vạn duyên mà tịnh tu tôi cũng muốn đem lá thư này đọc cho mọi người nghe đây là lời bày tỏ cuối cùng Của một người sắp bế quan liệu thoát sanh tử dâng lên sư trưởng Xin sư phụ thượng nhân từ bi chứng giám Chúc sư phụ năm mới Mạnh khỏe, kiếp tường Học trò Triệu Lương Ngọc đảnh lễ tôn tiền Lá thư này được viết vào ngày 1 tháng 1 2014 Chính là viết vào ngày mẹ bế quan Con là mẹ của Pháp Sư Định Hoàng Vừa bước sang năm con ngựa 2014 Con đã là một bà lão 70 tuổi rồi Quay đầu nhìn lại chuyện xưa vào năm 1992 Tức là cách đây 25 năm Phương trượng chùa Quang Hiếu Tại Quảng Châu là lão hòa thượng Bổ Hoán Mời ngày đến Dương Thành tuyên giảng A Di Đà Kinh diễn tập Liên tục năm đêm Lúc đó con chỉ là một người mới học Phật May mắn gặp được thắng hội này Cung kính lắng nghe Thánh giáo giống như đám ruộng Bị hạn lâu ngày May mà gặp trận mưa xuân Sau khi nghe giảng được Mấy buổi tối Cảm nhận Pháp hỷ thâm sâu Lập tức gọi con trai Mau Sâm Đang học ngành tài chính Tại trường Trung Sơn Đạp xe mau chóng đến chùa Bái kiến sư phụ thường nhân Tuy rằng lúc đó hội trường người rất đông đúc gặp mặt ngài chỉ trong phút chốc nhưng từ đó con đã kết được mối nhân duyên thù thắng với ngài bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của mẹ con chúng con nhận thức đúng đắn về phật giáo hồi quy tây phương tịnh độ điều đặc biệt bất khả tư nghị là từ ngày đó trở đi ngài đã trở thành vị lão sư hướng dẫn cả đời cho mau xâm từ ngày được gặp Ngài Tại chùa Quang Hiếu trở đi Con cũng từ đó học những kinh giáo Của Ngài giảng Bấm đốt ngón tay thì đã cần 22 năm rồi Học trò nghe lời Ngài dạy bảo Đã đọc hơn 3.000 lần kinh vô lượng thọ Sau đó con cũng tiếp tục đọc Nhưng không nhớ số lần Cùng kính nghe hơn 10 lần kinh vô lượng thọ Ngài đã giảng Sau đó con cũng nghe tiếp Nhưng không nhớ số cũng đã học tập qua vài lần tình độ ngũ kinh nhất luận Đồng thời con đã học tập Nhiều lần kinh di đà yếu giải Mà Ngài đã giảng Cũng học qua hơn 300 giờ A di đà sớ sao Học hơn 200 giờ kinh kim cang dân dân Tuy con đã hiểu rõ những lý luận trong tông tình độ Hiểu được đạo lý duyên khởi tánh không Nhưng điều xấu hổ là niệm phật chưa chứng được tam muội vẫn là bàn diệt binh trên giấy việc giảng sanh tịnh độ không thể tự mình làm chủ vào năm con được gọi là thất thập cổ lai hy con trai con pháp sư định hoàng gửi đến bức thư dài sáu trang tên là sinh nhật chúc khuyến văn khuyên con biển nghiệp mau hồi đầu thâm nhập một môn thể nguyện thoát ta bà vì việc này mà con đã cố gắng hạ quyết tâm Bắt đầu từ Tết 2014 Bế quan tịnh khẩu Tịnh tu ba năm Tạ tuyệt hết thảy sự thăm viếng Tạ tuyệt tham gia tất cả các hoạt động Ngưng dùng điện thoại Chuyên tâm mà niệm Phật Học tập tinh thần Ba năm không xuống lầu Của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Lúc dị già Từ đây phát tâm hổ thẹn Mau hạ động công phu Buông xuống các sinh hoạt trước đây Đóng cửa học làm tăng Nếu muốn tám gió thổi không động Phải từ một câu mà định công Học trò quyết tâm chứng đắc niệm Phật tam muội Tự tại giảng sanh cực lạc thế giới Để đền đáp thâm ân dạy dỗ Hơn 20 năm của sư phụ thượng dân Và báo đáp thâm ân của cha mẹ Chúng sanh và tam bảo Khi Ngài nhận được lá thư này Thì việc con bế quan niệm Phật Đã trở thành một sự sinh hoạt thường nhật rồi Ba năm sau con sẽ đem thành tích mà báo cáo với Ngài Việc tu tập trước mắt Xin kính thỉnh sư phụ thượng nhân Ban lời chỉ giáo và gia trị Con vĩnh viễn cảm ơn lời dạy và sự giúp đỡ của Ngài Đồng thời lấy việc nỗ lực kiên dũng cầu chánh giác Và thành tích để báo đáp Ngài Kính chúc Sư Phụ Thượng Nhân Pháp Thể An Khang Thường trụ Hoằng Pháp Quang Thọ Vô Lượng Học trò Hổ Thẹn Xin nguyện phát tâm Triệu Lương Ngọc Đảnh lễ Kính Trình Đầu năm 2014 Cô giáo Triệu quả thật trong mắt của tôi là Bồ Tát Thị Hiện vào mười năm trước bà đã gửi cho sư phụ thượng nhân một bức thư dài tên là tiễn con đi bái sư cũng là thật làm đem đứa con hơn ba mươi năm dưỡng dục thành người cho đi cũng dường tam bảo theo sư phụ thượng nhân học pháp bản thân tình nguyện sống cuộc đời cô độc lúc về già đó chính là sự buông xả lần thứ nhất lần thứ hai là lá thư này kỳ thực mẹ của tôi rất ít viết thư cho sư phụ thượng nhân trong ấn tượng của tôi chỉ có hai lá thư này và lá thư này đã trở thành lá thư lần sau cuối Lá thư này chính là bày tỏ thái độ đối với sư phụ. Muốn chuẩn bị trong 3 năm thành thật mà làm. Đặc biệt là mẹ đã nói 3 năm sau sẽ đem thành tích báo cáo với ngài. Quả thật đã khiến tôi hết sức cảm động. Quả thật là nửa năm qua đặc biệt đối với cái ân được học tập giáo lý có thể nói là tôi đã không làm thật sự vậy mà cô giáo triệu quả thật người đã thật sự làm được chỉ cần bà hiểu rõ được đạo lý bà sẽ thật sự hạ công phu chân thật mà đi làm việc này quả thật là giống như ba năm trước bà đã bày tỏ với sư phụ lấy sự nỗ lực kiên dụng cầu chánh giác và thành tích để báo đáp sư phụ tự nhân tôi gọi thật là cảm động nước mắt này không phải là nước mắt đau thương mà là nước mắt hài lòng cho nên lần giảng kinh này tôi cảm thấy nhân duyên thật bất khả tư nghị trước khi bắt đầu chính thức giảng đại kinh thì bà đã làm chứng chuyển cho chúng ta chứng minh là bản hội tập kinh vô lượng thọ này chân thật bất hư chân thật chứng minh lời dạy của hòa thượng là chân thật không hư dối các vị chỉ cần một môn thâm nhập Trường kỳ quân tu Nhất định sẽ thành tựu Tín nguyện niệm Phật Quyết định sẽ giảng sanh tịnh độ Cũng chứng minh lời dạy Của Đại sư Ngậu Ích Mỗi ngày niệm ba dạng câu Phật hiệu trở lên Cho đến lúc lâm mặn chung thời Cái niệm sau cùng của bà Đã thành hiện thực Cho dù hôm nay bạn mới chân thật phát tâm niệm ba dạng câu Ngày mai bạn mệnh chung cũng được Cũng quyết định giảng sanh chỉ cần một đời không gián đoạn Bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc lâm chung không gián đoạn Thì quyết định được giảng sanh Chỉ có họ công phu như vậy Mới biểu hiện rõ sự chân tính Thiết nguyện cầu sanh tịnh độ Không phải là chỉ nói trên miệng mà thôi Chỉ có miệng nói thôi Mà không thực sự làm Thì sau cùng sẽ trở thành lừa dối chính mình Một đời này của cô giáo triệu Quả thật Đối với bản thân và người khác rất là chân thành. Tuyệt đối không làm việc hư dối. Vì vậy, quả báo mà bà có được là chân thật. Trong thời gian bà Bế Quan Tịnh Tu 3 năm, gần đến ngày viên mãn. Chính là ngày 1 tháng 12 năm 2016, đó cũng chính là tháng mà bà giảng sanh. Bà đã giảng sanh vào ngày 29 tháng 12 âm lịch là ngày 2 tháng 12 Vào ngày 1 tháng 12 Chính là ngày đầu tiên của tháng bà giảng sanh Bà đã viết cho tôi lá thư Báo cáo về tâm đắc Trong 3 năm tu học Tôi cũng muốn cúng dường bài báo cáo này cho đại chúng Pháp sư Định Hoàng Tôn Kính Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bà viết thư với cách xưng hô như vậy trước đây đều viết là con trai bao xăm à bây giờ bà dùng cách xưng hô này thì tôi đã hiểu bà đã buông xả được tình chấp cái khó buông xả nhất chính là mẫu tử tình thâm mà cuối cùng cái này cũng buông xả được thì quả thật là không còn lưu luyến gì Với thế gian này nữa Quả thật là Trước khi tôi học giới Có đi đại lý để thăm mẹ Không ngờ là Đó là lần gặp sau cùng Tôi đi gặp mẹ lần đó là vì muốn lo hậu sự cho mẹ. Vào đầu năm 2014, mẹ đã tiếp thu sự kiến nghị của ngài, lập tức bắt đầu bế quan tịnh tu ba năm. Thời gian trôi nhanh, mới chớp mắt đã đến lúc viên bản rồi. Trong giai đoạn sinh hoạt tu tập này, tôi đã thu hoạch được rất lớn. Xin báo cáo ngắn gọn như sau, bao gồm năm phương diện. Thứ nhất, nghe kinh niệm Phật, xem kinh giáo. Thứ hai, giúp đỡ các học viên đến khu hòa chính Chính là những thanh niên hậu trì cho bà Thực hiện đệ tử quy và giáo dục tam căn Xây dựng những chắc cơ sở bốn khoa của khổng môn Là đạo đức ngôn ngữ chính trị văn học Kiên định lập chí Trong đó có hai người nam đã lập chí xuất gia Thứ ba công việc viết lách Thứ tư học đạo dưỡng sinh của Trung Y điều hòa tốt thân thể giữ gìn khỏe mạnh không đến bệnh viện thứ năm xử lý tất cả các công việc trong các phòng thuộc khu thanh tịnh và khu hòa chánh trong thời gian ba năm bế quan những công việc trong cuộc sống cũng cần phải xử lý bên dưới xin báo cáo với ngài từng mục như sau một nghe kinh niệm phật xem kinh giáo nội dung nghe kinh bao gồm chủ đề tín niệm mà người trẻ học phật cần phải có vì hậu thế kế tuyệt học vì dạng sự khai thái bình do định hoàng pháp sư chủ giảng văn phát nguyện sanh tây phương của liên trì đại sư tịnh tông tu hành cương yếu tham diệu thiền ngẫu ích đại sư cảnh huấn lược lục diễn đàn vô lượng thọ kinh báo ân a di đà kinh yếu giải chương tứ chủng thanh tịnh minh hối đại thế chí niệm phật viên thông chương giới luật rất trọng yếu giới luật quả thật là quan trọng Chánh pháp hưng dông là ở giới luật Sứ mệnh của người xuất gia Ngũ giới biểu giải tâm kinh sự yếu Tiền không là pháp sư giảng đại kinh khoa chú Bài nghe tuyển chọn Lời giới thiệu phần trọng yếu 48 nguyện tam bối giảng sanh Giảng sanh trích lục Nghe nhiều lần Đĩa Lão Hòa Thượng Hải Hiền giảng sanh Việc xem video cũng học Giống như vậy Nghe nhiều lần các bài giảng tại khóa học Với diễn tập do luật sư Quả Thanh chủ giảng Tháng 9 năm 2014 Tại Học viện Tịnh Thông Úc Châu Các bài giảng về Bồ Tát Giới Trong Kinh Phạm Võng Do Thiên Âm Pháp Sư chủ giảng Sa Di Thập Giới Oai Ghi Lục Yếu Do Quả Lương luật sư chủ giảng còn có địa cực lạc Quy Châu do cô giáo Lưu Tố Vân chủ giảng bảy tập và địa chúng sanh đều có thể thành Phật Buông xuống là được Nhân dân những sự kiện mà các ngài đã tổ chức Như Pháp hội Bác quan Trai Giới Niệm Phật Báo Ân Vào đầu năm tháng 9 năm 2015 tại Hồng Kông Và diễn đàn quốc tế về giới học Pháp hội Niệm Phật Cầu Phúc Vào mùa xuân năm 2016 tại Macau Tôi đã dựa theo toàn bộ các video này để tham gia học tập Học tập đọc kinh giáo thì bao gồm văn khuyên phát bồ đề tâm Nhiều lần đọc tụng và học tập các bài giảng của Pháp Sư Định Quang Nhiều lần học tập Phật Di Giáo Tâm Kinh Bao gồm 42 chương kinh Phật Di Giáo Kinh, Kinh Bác Đại Nhân Giác Còn có lời dạy của Hạ Liên Cư Đại Sư Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng niệm Tổ Các bài giảng khai thị của cư sĩ Hoàng niệm Tổ Tịnh tu dạy yếu báo ân đàn phàm phu học tập của Hoàng niệm Lão Lai Phật nhị thánh vĩnh tư tập Đồng thời còn trích lục chọn lọc những lời nói của tình không Pháp Sư Những trích lục kinh điển chọn lọc thì chân thật cung kính đọc hiểu Về tạp chí thì xem bộ khổ mới là kiếp người Về phương diện niệm Phật thì mỗi ngày đều kiên trì không gián đoạn Lúc đầu bái chim sát xám hơn nửa năm Mỗi ngày niệm tín hiệu địa tạng một ngàn câu Và niệm Phật hơn mười ngàn câu Hiện giờ là mỗi ngày niệm hơn 30.000 câu Sau cùng đã niệm được hơn 50.000 Để cho mỗi ngày từ sớm đến tối không gián đoạn Tôi đã lại 48 nguyện của A-di-đà Phật một thời gian Thập nguyện phổ hiền Tình tu dạy yếu Tây Phương phát nguyện danh Thời khóa hiện giờ đều là sáng tối lạy Phật Nhiễu Phật Niệm Phật Một câu Phật hiệu phát nguyện hồi hướng Hiện giờ tôi cảm thấy Việc niệm Phật thật là quen thuộc và thân thiết nhưng mà trong lúc niệm phật vẫn còn vọng tưởng vẫn đang trong quá trình khắc phục đây là sự báo cáo quá trình bà tu hành niệm phật từ đây có thể nhìn thấy bà vẫn chưa đạt được niệm phật tam muội vẫn chưa đạt được công phu thành phiến bởi vì trong lúc niệm phật vẫn còn vọng tưởng nhưng bà chỉ cần tín nguyện kiên cố Thì nhất định sẽ giảng sanh Bởi vì giảng sanh không dựa vào công phu niệm Phật Mà dựa vào sự chân tín thiết nguyện của bạn Cho nên bà chỉ cần chân tín thiết nguyện Cho đến giờ Phúc lâm chung Vẫn không thoái tâm tín nguyện Như định được Phật lực tiếp dẫn Đới nghiệp giảng sanh Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng thật rõ ràng Nếu như không có tín nguyện Cho dù niệm đến nhất tâm bất loạn Gió thổi không động Mưa rơi chẳng lọt Giống như tường đồng vết sắt Cũng không được giảng sanh Cho nên so sánh một chút Thì việc học tập giáo lý Rất là trọng yếu Có thể giúp sanh tín nguyện Sau đó dùng tín nguyện Mà trì danh hiệu Phật Thì mới có thể cùng Phật niệm niệm tương ưng Ở phía dưới mẹ còn giúp đỡ Cho vị khán giả Và những vị ở kế bên mẹ đây cũng là một loại thiện sự công đức Cũng có thể tâm tâm mà hồi hướng Cầu sanh tịnh độ Tất cả thiện căn đều đem tâm hồi hướng Nguyện sanh nước của ta đều có thể giảng sanh Chỉ cần tâm không gián đoạn Trong tâm không hề buông bỏ cái ý niệm giảng sanh Tây Phương Thì nhất định có thể giảng sanh Ở bên dưới kể về việc trợ hạnh mẹ đã giúp đỡ những học viên đến khu hòa chánh tụ tập thực hành đề tử quy và giáo dục tam căn đồng thời xây dựng nền tảng tứ khoa của khổng môn kiên định lập chí trong vòng 3 năm qua những người đến đây học tập có các em lưu thế quân lưu khắc lượng vương bộ hiểu triệu thành ngọc nhân dân trong đó có em thế quân và khắc lượng tương lai sẽ lập chí xuất gia Bản thân tôi đã là một bà lão 70 tuổi rồi Nhưng từng bước gắng sức dựa theo khả năng của chính mình Đối với sự dạy dỗ và sinh hoạt cho các em Cũng an bài giống như lo cho tiến sĩ Trung Mau Sâm năm xưa vậy Việc giáo dục này tương đối là nghiêm khắc Thế quân và Khắc Lượng sắp hoàn thành 3 năm tu học và hậu trì tôi bế quan Hai người họ đã viết xong bản tổng kết rất tốt Ngay gửi cho Ngài để xin chỉ đạo sau khi tốt nghiệp những thông tin chi tiết về việc họ ăn học ở nơi đây, sau khi cha mẹ của họ nhận được bản tổng kết 3 năm tu học của các con đã vô cùng vui sướng. Phụ huynh của Thế Quân và Khắc Lượng không hẹn mà cùng tán tháng những thứ mà họ học được tại khu Hòa Chánh là những điều mà 3 năm về trước họ học đại học cũng không thể học được. Ngoài việc đến khu Hòa Chánh theo cô giáo triệu học tập, không còn có chỗ thứ hai nào mà con có thể học tập được như thế cô giáo triệu đã làm được việc mà người làm cha mẹ không thể làm nổi cha mẹ cũng không thể dạy dỗ các con được nhiều điều như cô giáo triệu đã dạy trên đây là phần ghi âm lại lời nói chuyện qua điện thoại giữa thế quân và cha mẹ mẹ cô khắc lượng nhận được thư xong bà đã cùng toàn gia đình đọc hết những lời tổng kết của con trai cả nhà vui mừng quan nghĩ và cảm thán con học đại học cũng không học được nhiều như vậy thật cảm tạ cô giáo cha mẹ cảm thấy con đã lập chí kiên định rồi thân thể được khỏe mạnh rồi đạo đức học vấn và năng lực diễn đạt ngôn ngữ đều được nâng cao đã thâm nhập vào cuộc sống đã biết cách làm việc rồi không còn là con mọt sách nữa đồng thời bản thân tôi cũng cảm nhận là quả thật công việc dạy học và việc các thanh niên cùng nhau nâng cao năng lực rèn luyện đã khiến tôi tiến bộ hơn thứ ba công việc ghi chép trong quá trình tình tu Chủ yếu là kiểm tra và nhuận sắc cuốn sách gồm 12 chương về ước mơ phục hưng văn hóa truyền thống của Pháp Sư Định Hoàng và cuốn về ước mơ phục hưng nền giáo dục của Phật Đà gồm 11 chương. Ngoài ra, tôi còn giáo duyệt các bài viết liên quan đến chim sát xám Pháp đồng thời chỉnh lý hội tập các nội dung của các bài giảng của Tiến sĩ chung thành quyển sách Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Cuốn sách này vẫn chưa được phát hành Bản thảo là do cô giáo Triệu Giám Định Vì để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ này Tôi đã chăm chỉ học tập Các trước tác của Ngài Các báo cáo nói về Hiếu Kinh Đồng thời tôi đã đọc rất nhiều Những câu chuyện về các Hiếu Tử Cảm động lòng người của xưa và nay Việc này đối với tôi quả thực là một lần nữa Được nhận sự giáo dục về căn bản của Đức Hạnh Việc này có thể thấy Lão Pháp Sư giảng về việc cấm thật chắc Cái gốc giáo dục phải tận tâm thực hiện Sống đến già thì học đến già Cho dù mẹ tôi đã bế quan Nhưng bà vẫn tiếp tục cắm thật chắc cái gốc Vẫn từ cái gốc hiếu thuận mà cắm rễ Trong lúc tình tu Tôi đã chỉnh lý nhuận sắc và ghi âm Bài văn tôi niệm Phật tiễn mẹ tôi lúc lâm chung để lưu thông Và cung cấp cho Ngài Các tư liệu của bà nội hội chung trước lúc giảng sanh dân dân Mẹ của tôi đã đưa tiễn mẹ của bà là bà ngoại của tôi giảng sanh Việc này năm xưa cũng là làm theo cách thức tiễn người lâm chung của tịnh Tông Bà ngoại của tôi đã thác mộng trở về báo với tôi là Bà đã giảng sanh thế giới cực lạc Cho nên mẹ đã đem những bài viết này chỉnh lý lại Mẹ tôi đã tự mình ghi âm Hình như bà đã đưa vào máy MP3 rồi Đây là sự việc đưa tiễn giảng sanh Thứ tư, học tập cách dưỡng sinh của trung y điều hòa sức khỏe giữ cho được mạnh khỏe không vào bệnh viện trong lúc bế quan tu học cũng phải biết cách giữ gìn sức khỏe sống khỏe mạnh và cách điều trị nếu không thì sẽ sanh bệnh việc này cũng chướng ngại việc tu hành trong ba năm qua toàn bộ người ở trong khu hòa chánh chưa hề bị bệnh nặng khi có bệnh giặc thì dùng kiến thức dưỡng sinh của trung y tự mình điều trị Đạt được sự quân bình âm dương Cách đây không lâu thế quân và khắc lượng Và mọi người đều làm kiểm tra tổng quát Các chỉ số đều bình thường Tôi đã tán tháng và trợ giúp việc Tham gia khóa học bồi quấn về đề tài trung y có thể Dưỡng thân Năm 2015 của khắc lượng Căn cứ vào 24 tiết khí của một năm về dưỡng sinh vào năm 2016 tôi đã tán tháng hỗ trợ đồng tu vương bộ hiểu tham gia khóa học một năm về đề tài trung y có thể dưỡng nhân một người tham gia mà mọi người đều được lợi ích các học viện của khu hòa chánh đã được thêm phong phú những lý luận và kiến thức về trung y bản thân mọi người đều có thể chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giữ gìn được sức khỏe thì sẽ không thêm gây rắc rối cho người trẻ tuổi Người trẻ tuổi hiểu được đạo dưỡng sinh Của Trung Uy thì được khỏe mạnh toàn diện Có thể gánh vác trách nhiệm và công việc lớn Thứ năm các ngôi nhà trong khu Thanh Tịnh Và khu Hòa Chánh đều đang được tu sửa Khu Thanh Tịnh và khu Hòa Chánh Đều đã được xây dựng hơn 5 năm rồi Xảy ra việc tu sửa là chuyện bình thường Trong việc tịnh tu 3 năm qua Tôi cũng thu xếp thời gian để xử lý Thứ nhất là căn phòng bằng kính Trong khu Thanh Tịnh Bị mưa dột nghiêm trọng Nhiều lần tu sửa nhưng kết quả vẫn không tốt Nên tôi quyết định xây dựng lại hiện giờ ban công phía sau của căn phòng bằng kính không những nhìn ra quang cảnh đẹp mà đồng thời không còn bị dột nữa. Thứ hai là mục tiêu trước mắt của khu thanh tịnh nhắm tới việc tu bổ những nơi bị mưa dột đã thay các cửa sổ bằng kính. nhà vệ sinh của phòng ngủ trên tầng thứ hai cũng đã thay cửa sổ bằng kính rồi. chất liệu kính viên lâm dễ bị hư nên đổi lại kính khác cứng hơn cũng đã thay các lan can cửa rồi Đây đều là những việc trong sinh hoạt Nên tôi sẽ không đọc Vì năm sáu điều ở đây đều liên quan đến việc tu sửa Năm phương diện kể trên đều là nội dung chủ yếu của các việc làm Mà tôi đã làm trong ba năm qua Tôi chân thật thể hội được rằng Không rời Phật Pháp, hành thế Pháp Không rời thế Pháp mà chứng diệu lý của Phật Pháp Đồng thời bản thân tôi cũng cảm nhận được lợi ích Của việc bế quan tịnh tu Mặc dầu vẫn còn nhiều việc trong cuộc sống cần xử lý Nhưng hiện giờ tôi đã được thanh tịnh nhiều rồi Đây là sự chân thật thế hội của mẹ tôi Muốn giảng sanh Tây Phương Thì cuối cùng Cũng phải đi con đường này Nhất định phải định tâm lại mà tịnh tu Ít nhất Là dùng 3 năm để thành tựu tịnh nghiệp Trong tình độ Thánh Hiền Lục Lão Hòa Thượng thường nói Có nhiều người niệm 3 năm thì giảng sanh Điều này có phải là vừa mới 3 năm Thì thọ mạng đã hết rồi không Tuyệt đối không phải bị rút ngắn lại đâu Mà chính là trong 3 năm Thì tịnh nghiệp của người đó thành thục rồi Nên a di đà Phật đến tiếp dẫn người đó Trước đây cư sĩ Quảng Trung Sương Tại Thẩm Quyến Anh mới 30 tuổi đã giảng sanh Anh đã dùng 3 năm để thí nghiệm Kết quả đã niệm được 2 năm 10 ngày Thì giảng sanh Cũng là không mắc bệnh khổ còn cô giáo triệu thì thị hiện chính xác hơn ba năm một ngày cũng không thiếu ngày hôm sau đã giảng sanh rồi cũng là không bị đau bệnh gì chỉ có trước lúc giảng sanh mà có chút không thoải mái nói tương đối thì việc này cũng không thành vấn đề cho nên không thể nói là thọ mạng của bạn đã hết rồi hay là thọ mạng vẫn chưa hết bản thân bạn niệm phật tình nghiệp là có thể giảng sanh vẫn có thể giảng sanh được Giống như trường hợp của cô giáo triệu 70 tuổi thì thọ mạng của bà Đáng lẽ phải hết rồi Nhưng a di đà Phật đã gia trì cho bà thêm 3 năm nữa Để bà tu tịnh nghiệp Nhằm viên mãn Tín nguyện của bà 3 năm sau không dư một ngày liền đến trước bà Cho nên phía dưới có nói Trong thời gian tôi 3 năm tu học này Trì giới niệm Phật xem kinh giáo Kiểm lỗi trừ tập khí không lừa dối bản thân Đây là lời dạy của Hạ Liên Cư Tôi vô cùng cảm ơn chư tổ Đồng thời tôi có thể an tâm làm việc Đối với những giáo lý của tịnh Tông càng thấu hiểu hơn Niệm Phật càng được an lạc hơn Tín nguyện mỗi ngày thêm kiên cố Trong cuộc sống có thể tùy duyên mà bất biến Buông xả chứ không buông bỏ Làm việc có thể theo thứ lớp Tư duy có thể toàn diện và thấu đáo Thường giữ tâm yêu thương Quan tâm đến những người xung quanh không quên niệm phật luôn nhớ đến việc giảng sanh tâm tình cởi mở tinh thần lạc quan ăn cơm biết ngon mạnh khỏe ổn định đi bộ thể thao mỗi ngày không gián đoạn sinh hoạt bình thường tu học không ngừng nghỉ cuộc sống tuổi già thật là vui vẻ giờ phút lúc lâm chung thật là an lạc đến lúc giảng sanh sẽ được con tôi trợ duyên Con à Mẹ có linh cảm sâu sắc rằng Sau khi con học giới viên mãn Sẽ đem công đức 90 ngày bế quan niệm Phật Và công đức hoằng pháp lợi sanh Ở giác duyên tự Đại Phật tự Thiện quả lâm tịnh độ tự Và các nơi khác mà hồi hướng Gia trì cho mẹ Để mẹ kiên định mà cất bước vững vàng về Tây Phương cực lạc thế giới Đồng thời đến lúc sau cùng Trong tâm hiện ra cõi cực lạc Thần thức Sanh về cõi tịnh độ Cảm ơn con vĩnh viễn cảm ơn Sự báo cáo của tôi ở trên đây Xin Pháp Sư xem mà sửa lỗi cho Chúc Pháp Sư sáu thời đều kiết tường Mẫu thân Triệu Lương Ngọc Viết ngày 1 tháng 12 năm 2016 Tại Đại Lý Đây là một tháng trước viết xong ở Đại Lý Đây cũng là lần nộp bài thi cuối cùng Trong đời của bà bài thi này tôi cảm thấy bà đã làm được viên mãn rồi cho nên buổi giảng ngày hôm nay có thể xem thành lời mở đầu cho hội giảng lần thứ năm tịnh độ đại kinh khoa chú giảng yếu làm phần giới thiệu cô giáo triệu đã làm chứng chuyển cho chúng ta nên từ ngày mai Bài đầu tiên mới chính thức bắt đầu Bước vào việc học tập, kinh doanh Hôm nay xin giảng đến đây Cảm ơn mọi người A-di-đà-phật <laughs> Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Liên tú cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amoc gmail.com Người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật